Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Xin chào đón sự xuất hiện của biên đạo John Huy Trần cùng với những cô cậu học trò tươi trẻ, rạng rỡ của lớp học Bước Nhảy Ngàn Cân 2016. Trên sân khấu là những huấn luyện viên đã đồng hành rất nhiều tuần cùng với top 4 của chương trình năm nay. Xin được giới thiệu Ngọc Anh, Hải Anh, Đình Lộc và Huỳnh Mến. Hãy chào đón top 4 của chương trình. Lộc Vượng, Tố Tố, Ngọc Khánh và Xuân Lộc. Quý vị đang theo dõi chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, đồng hành bởi nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thanh. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Trấn Thành xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, Dance Your Fat Off. Thưa quý vị, những năm tháng khó khăn đã trôi qua và bây giờ chỉ còn top 4 của chương trình, những gương mặt hoàn toàn mới. Chúng tôi thay đổi cả diện mạo, vóc dáng và cả phong cách. Ngày hôm nay, quý vị có còn nhận ra họ nữa hay không? Họ đang dần đẹp hơn huấn luyện viên của mình. Và thưa quý vị, đó chính là những điều mà Bước Nhảy Ngàn Cân năm nay mang đến. Và xin một lần nữa dành cho 4 huấn luyện viên và top 4 cùng với biên đạo John Huy Trần một tràng pháo tay nồng nhiệt. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần lễ vừa qua thì các bạn thí sinh của chúng tôi, như Trấn Thành đã giới thiệu, là họ được thay đổi toàn diện, mà chúng tôi dùng một cái từ gần nhất gọi là lột xác. Và để có được cái diện mạo ngày hôm nay, cái phong cách được định hình như thế nào, mời quý vị cùng theo dõi quá trình chuyển đổi của họ. Xin chào tất cả mọi người, chúng ta đã qua 9 tuần thử thách và rõ ràng tất cả chúng ta đều thấy các bạn đã thay đổi rất nhiều về cân nặng, về những chỉ số cơ thể của mình. Ngày hôm nay chương trình quyết định sẽ thay đổi diện mạo cho các bạn. Yeah, hết thử thách rồi mà còn được đi làm đẹp nữa, mình thích. Đợi chờ cái giây phút này rất là lâu. Không cần phải lo gì về bất kỳ một thử thách nào hết, mà chỉ cần lo làm đẹp và làm đẹp. Mình mong muốn là mình được cắt một cái kiểu tóc có cảm giác giống như là David Beckham. Hãy ngồi xuống đây và mọi việc để anh lo. Cảm thấy tim mình đập thình thịch luôn. Mình không biết là anh sẽ cho mình một cái kiểu tóc như thế nào. Mình nghe được những cái tiếng xoẹt 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 cắt tóc thì mình rất là sợ. Và sau đó nhuộm một cái màu rất là tươi trẻ. Một mái tóc David Beckham. Một người mập thì lúc nào cũng rất là khó khăn cho việc di chuyển, khi mà phải áp sát tường trong 10-15 phút nó rất là mỏi. Hình như là cái máu hip hop thì nó cứ ngấm ở trong người mình ấy. Nên là ngay cả cái dáng đi của mình là cả lúc nào cũng nhoi 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 và tưng 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 lên. Trời ơi, rất là thích luôn, được thay hai bộ trang phục vô cùng cá tính. Và chị đã cầm một cái máy xay và xay thẳng vào trong tóc của mình cho tóc mình bồng bềnh bay. Lần đầu tiên Tố Tố thốt lên một câu: hôm nay đẹp trai quá, sung sướng vô cùng. Khi mà nhìn lại là cái bức ảnh đấy thì mình không thể nhận được ra mình luôn. Mình thấy được mình khác biệt hoàn toàn so với 9 tuần trước, khi mà mình vừa bước chân vào trong nhà chung. Và mình tự hứa không bao giờ để mình mập lại một lần nào nữa. Quý vị và các bạn thân mến, họ đã được gặp rất là nhiều những chuyên gia hàng đầu về công nghệ làm đẹp hiện nay, như là chuyên gia trang điểm make up Nam Trung và nhà thiết kế tóc Cường Hoàng Lệ, rồi rất là nhiều những photographer rồi stylist nữa. Quý vị đã thấy là ngày hôm nay họ sẽ xuất hiện hiện đại hơn, tươi trẻ hơn, một cuộc sống hoàn toàn mới. Và thưa quý vị, đó chính là những niềm vui mà ban tổ chức của chúng tôi cũng cảm thấy có được khi mà thực hiện cho top 4 của chương trình năm nay. Và ngay bây giờ, mời quý vị cùng hướng mắt về quả cầu để chào đón ba vị giám khảo quyền lực của chương trình hôm nay. Xin giới thiệu giám khảo John Huy Trần, giám khảo Đàm
Vĩnh Hưng. Và vị giám khảo khách mời đã xuất hiện ở tuần lễ thứ tư, hôm nay trở lại vẫn rất rạng rỡ và lấp lánh. Thưa quý vị, Hoa hậu Phạm Hương. Các bạn thân mến, tôi phải hỏi ngay vị ban giám khảo về cái cảm xúc khi mà ngồi ở những cái ngày cuối cùng này của Bước Nhảy Ngàn Cân. Chắc chắn người có nhiều cảm xúc nhất là anh Đàm. Xin mời anh chia sẻ anh trải qua cái mùa thứ hai này như thế nào. Hưng cũng như tất cả các vị khán giả khác vẫn quan sát và trông chờ kết quả tốt đẹp nhất mà chương trình đã mang lại cho các thí sinh. Rõ ràng luôn, không thể chối cãi được là họ đang thay đổi một cách ngoạn mục về hình ảnh của mình, về sự trải nghiệm về cuộc sống cũng như là cách ăn uống giữ sức khỏe. Nó khác đi rất nhiều so với gì trước đây mà họ không bao giờ làm được cả. Mình còn thấy vui, ít nhiều là có sự đóng góp từ lời nói, từ lời bình luận của mình khen chê để các bạn có thể có những bước nhảy đẹp hơn, giảm cân tốt hơn. Có nghĩa là mình đã tự cảm thấy là Hưng có một chút đóng góp nhỏ cho cái sự thay đổi của các bạn ấy. Xin cảm ơn anh Hưng. Đẹp hơn thì anh Hưng đã nói rồi. Còn cái chất lượng của thí sinh năm nay, John so sánh như thế nào so với năm ngoái ạ? John cũng rất là bất ngờ. Bất ngờ vì John cũng xem chương trình ở bên nước ngoài. Và mình cũng thấy cái chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân là một cái chương trình cũng vui và giúp các bạn giảm cân. Và mấy cái bài biên đạo cũng hay. Sau mùa 1 của mình thì John cũng thấy nó cũng vậy. Nó đều với cái chương trình ở bên nước ngoài. Nhưng mà bây giờ với mùa 2, chương trình của mình phát triển rất là nhiều. Với cái bài biên đạo của chúng tôi năm nay và cái chất lượng trong cái bài biên đạo của các bạn đưa ra cho thí sinh rất là tuyệt vời. Nó thực sự là nhảy múa chất lượng cao. Vâng, xin cảm ơn John. Thật sự ra mà tôi là người dẫn chương trình năm nay mùa 2, tôi cũng cảm thấy rất là vinh dự, là bởi vì tôi cũng cảm nhận giống như John. Nếu như quý vị và các bạn theo dõi theo các tuần, quý vị sẽ thấy là đây là một cuộc thi nhảy chuyên nghiệp rất đẳng cấp và họ không hề có một cái dấu hiệu gì là cái cuộc thi nhảy dành cho những người nặng ký. Đó là cái điều đáng vui của mùa 2. Hy vọng là mùa 3, quý vị, những cái ai mà cảm thấy chưa tự tin về cân nặng của mình sẽ đến với chương trình nhiều hơn để các bạn có cơ hội cùng chúng tôi trải qua một mùa 3 rất là tuyệt vời. Về cái nhân vật xinh đẹp nhất đêm nay thì Phạm Hương chia sẻ như thế nào về cái việc duy trì cái vóc dáng của mình để giúp cho các bạn thí sinh có cái động lực để mà mình giữ gìn cái vóc dáng mà hiện nay các bạn ấy đang có. Xin mời Phạm Hương. Phạm Hương, đầu tiên khi mà ngồi với chương trình thì mình mang một cảm xúc, đó là mình rất là tò mò. Và khi mà ngồi vị trí giám khảo khách mời, mình chứng kiến tất cả các bạn được nhảy múa rồi được trải qua tập luyện với tất cả các huấn luyện viên, thì thực sự Phạm Hương rất là ngưỡng mộ họ. Tại vì họ dám thử thách chính bản thân mình, dám trải qua những khó khăn như thế để vượt lên chính bản thân mình là một điều vô cùng tuyệt vời. Phạm Hương nghĩ rằng là ở ngoài đời sống thì bản thân chúng ta mỗi người luôn hướng tới một cái đẹp, và đặc biệt yêu chính cơ thể, yêu chính con người của mình. Và các bạn khi mà tham gia chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, các bạn vượt qua mọi khó khăn mà tưởng chừng như có lúc các bạn bỏ cuộc để hướng tới một cái đẹp, vượt qua được chính bản thân mình. Đó là một điều vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn Phạm Hương với những chia sẻ này. Và chúng tôi cũng tin chắc rằng là các bạn thí sinh đến với chương trình Bước Nhảy Ngàn Cân, bây giờ các bạn ấy cũng không còn quan trọng là giải thưởng gì mà mình nhận được nữa. Cái quan trọng hơn hết là các bạn ấy đã tìm được một con đường mới để biết cách yêu thương chính bản thân mình hơn. Trà thảo mộc Dr. Thanh, thanh lọc bên trong, tươi trẻ bên ngoài, hân hạnh đồng hành. Don't you wanna stand?